Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến channel sửa chữa Vĩnh Thịnh nha. Đây hình đang quay một cái đoạn chat, hình chat với khách hàng của mình trước khi mà bạn trai này gửi máy lên cho mình. Mi Note 10 Lite đang xài bị mất âm thanh, không bật đèn pin, nghe gọi không được. Đó, nay điện thoại hết pin xong nó treo logo luôn, mở nguồn lên treo logo luôn. Rồi ok, rồi mình báo cho anh em luôn. Rồi đây là kết quả sửa chữa ha. Rồi khi mình nghe về cái bệnh đó, mình đã dự đoán được 80-90% cái lỗi rồi và kết quả là dự đoán của mình đúng. Thì đây anh em thấy kết quả sửa chữa máy đã lên, không còn treo nữa. Mình vô đèn pin thử mình bật coi được không nha. Bạn nói là trước đó là đèn pin nó lỗi luôn. Đây đèn pin, đèn flash đó, anh em xem đó, giải quyết liền, giải quyết luôn câu chuyện đèn pin ha. Cái tính năng này nhiều khi chúng ta mà không biết, chúng ta đi thay đèn flash rồi là nó trật lất luôn. Rồi mọi tính năng đã hoàn hảo. Bạn trai khi mà mình xin cái mật khẩu để mà test máy thì bạn nói anh test lại hết tính năng giùm em, mất âm thanh, à còn mất âm thanh nữa, vô test thử âm thanh. Âm thanh đó anh em nghe không, vô nhạc chuông đi cho dễ nghe nè, tắt chế độ im lặng. Rồi anh em cùng nghe bản nhạc chuông huyền thoại của Xiaomi ha. Đó, mình đang ngồi trước cửa hàng nên nó hơi ồn một xíu. Đó, âm thanh đã giải quyết. Rồi, máy này hình nó làm những gì? Máy này hình nói với anh em luôn, đây là vấn đề kinh điển của những dòng Xiaomi trong những năm gần đây. Đó là lỗi bộ chip CPU và RAM ha. Đây là con màn hình cong, cái dòng Mi Note 10 Lite này thì hình đánh giá là một trong những dòng máy rất bền bỉ và ổn định luôn. Đó, thật sự với anh em đây là cái máy đầu tiên mình tiến hành mình sửa phần cứng. Trước đây thì đa phần là anh em toàn hư màn hình không à, rơi rớt hư màn hình hoặc thay mặt kính thôi. Nên là máy đây là ca đầu tiên hình được làm liên quan tới mainboard. Tuy nhiên thì máy dù bền bỉ cách mấy thì đến một thời điểm tùy vào cái cường độ sử dụng của chúng ta nữa, cũng tới lúc chip nó hao mòn và tuổi thọ thì chúng ta cũng phải xử lý thôi. Có thì toàn bộ những vấn đề bạn gặp phải nó đi thẳng vào lỗi con CPU hết, và hình làm một phát là nó sẽ giải quyết hết tất cả lỗi đó luôn, từ đèn pin đến âm thanh tới không nhận sim vân vân. Rồi vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là gì? Nếu anh em mang cái máy này vào trung tâm bảo hành chính hãng, anh em sẽ nhận được tư vấn là thông báo thay men. Và cái máy này lúc mà hãng họ bán mới ra đâu đó khoảng 15-16 triệu hay gì đó, thì cái giá men ở trong hãng nó sẽ tầm khoảng hơn 10 triệu. Đó thì anh em biết là anh em chuẩn bị tinh thần xách máy đi về rồi. Đó, đại đa số là không có ai mà thay cái men với giá trị như vậy hết. Thay xong thì chúng ta vừa mất hết dữ liệu đó, mà giá nó lại quá cao. Cái tầm giá đó chúng ta có thể mua một cái máy ngon lành rồi ở thời điểm hiện tại ha. Vậy thì đâu là cái giải pháp tối ưu? Chắc chắn cái giải pháp hình đem đến cho anh em chính là cái điều mình muốn nói. Nè, anh em thấy dữ liệu còn nguyên, dữ liệu còn nguyên vẹn hết ha. Đó, lỗi đã được khắc phục hết, mọi tính năng khôi phục lại trạng thái ban đầu, và chi phí rẻ hơn gấp mấy lần, 7-8 lần, thậm chí 9-10 lần so với việc thay men ở trong hãng, mà hiệu quả là tương đương. Đó, anh em sử dụng những dòng máy này, nguyên nhân tại sao nó lỗi? Bây giờ những con CPU và con RAM á, nó gồng gánh rất là nhiều tác vụ đa chức năng. Đó, nó không như những cái máy cỏ ngày xưa, CPU nằm riêng, ổ cứng nằm riêng, rồi con IC nguồn nằm riêng. Đó, bây giờ nó dồn vào CPU gồng gánh rất là nhiều. Đó, anh em thấy ngày xưa mà lỗi wifi không bao giờ do CPU được, nhưng ngày nay lỗi cái đèn pin mà còn do CPU cũng gây ra lỗi được nữa mà. Thì câu chuyện ở đây nó vấn đề là nếu mà anh em thợ không biết về cái lỗi này, và cho dù là biết luôn nhưng mà không chuyên về xử lý cái bộ chip CPU này, thì sẽ dẫn đến cái vấn đề là anh em làm không đúng, làm không được, và khi vậy thì nó sẽ hư luôn, hư hẳn cái mainboard này, và chúng ta không còn một cái cách nào để mà lấy lại được dữ liệu hay cứu sống này nữa. Lúc đó nếu mà muốn xài thật sự thì anh em bắt buộc anh em phải thay main giá hãng tầm khoảng 10 triệu như hình nói thôi. Đó, nên câu chuyện sửa chữa bây giờ những cái dòng máy cao cấp nó sẽ thường xuyên có vấn đề, và nó quy tụ vào cái con CPU và con RAM. Không phải là do máy cao cấp nó dởm anh em, mà do những con máy cao cấp thì con CPU với con RAM nó quá mạnh, và nó phải gồng gánh quá là nhiều về đồ họa đó, rồi về xung nhiệt đó, nó rất là mạnh. Nên là lâu ngày cái gì mà người ta ông bà có câu vật cực thì tất phản mà. Đó, nên là lỗi đột tử lại rớt vào máy cao cấp nhiều là vậy. Con CPU nó được tích hợp và nó phải gánh một cái hiệu năng rất là lớn. Rồi ok, vậy thì quan trọng nhất anh em cố gắng tìm đến những nơi chuyên về sửa chữa cái dòng máy này. Nếu mà anh em có duyên coi được cái clip này, hy vọng anh em biết là Thịnh chuyên về sửa Xiaomi, và cái dòng Mi 10T
không, Mi Note 10 Lite, Mi Note 10 Pro này hôm nay mình đã có dịp được làm, thì mình đã có những cái kinh nghiệm và mình sẽ giải quyết được cho anh em tất cả những lỗi từ đơn giản đến phức tạp nhất luôn. Rồi anh em nào có nhu cầu sửa chữa có liên hệ trực tiếp với Thịnh. Đối với Thịnh quan trọng nhất là mang đến một giải pháp sửa chữa tối ưu về chất lượng và tốt nhất về mặt kinh tế cho anh em. Rồi bye bye anh em nha.